Như Lai Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới Kinh Quyển Thường Đại Chánh Hán Dịch Đàm Ma Lu Chi Phiên Âm và Lược Dịch Điện Tử Nguyên Tánh và Nguyên Hiển Việt Dịch Thích Nữ Diệu Thuần Tháng 2 năm 2007 Biên Tập Thích Phước Nghiêm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Như Lai Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới Kinh Quyển Thường Đời đầu đời nhà Ngụy tâm tại Đàm Ma Lu Chi người tiên trúc dịch. Tôi nghe như vậy một thuở nọ Đức Phật trú tại cung điện thuộc tầng thứ tư của Pháp Giới Tạng trên đỉnh núi Linh Thứ thuộc thành Xá Vệ cùng với 250 vị tỳ kheo cầu hội, họ đều là bậc A-la-hán. Cái lậu đã hết, không còn phiền não, tâm được tự tại, khéo đắc tâm giải thoát, khéo đắc tuệ giải thoát. Tâm khéo điều phục là bậc long tượng nơi cõi người. Chỗ đáng làm đã làm xong, đã bỏ các gánh nặng, có sự lợi ích, đoạn tận kiết sử, khéo đắc chánh tri, tâm được giải thoát, tất cả các tâm được tự tại đến bờ bên kia. Lại có tám đại thanh văn, mà A Nhã Câu Lân là người đứng đầu, cùng với 72 ức Nayatha Đại Bồ Tát. Tên của họ là Đại Bồ Tát Phân Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, Đại Bồ Tát Thiện Tài Công Đức, Đại Bồ Tát Phật Thắng Đức, Đại Bồ Tát Dược Vương, Đại Bồ Tát Dược Thượng, vân vân đều trú nơi bất thối chuyển, chuyển đại pháp luân, khéo thư hỏi pháp môn đại phương quảng bảo tích. Đại chứng pháp vân địa là địa vị rốt ráo trong 10 địa, trí tuệ rộng lớn như núi Tu Di, khéo tu tập các pháp môn không vô tướng vô nguyện, tâm không sanh khởi các tướng. Tất cả đều chứng pháp thâm sâu và có trí tuệ quang minh đều thành tựu về oai nghi như thật. Những vị Đại Bồ Tát này đều nhờ thần lực của chư Phật gia trì, nên từ trăm ngàn vạn ức na dơ tha cõi nước chư Phật ở các phương khác mà đến đây hội họp, đều được thành tựu các thần thông để an trú thực tế các của các pháp. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn phải suy nghĩ rằng, ta nay chuyển pháp luân vô thượng, muốn khiến các Bồ Tát Ma Ha Tát mau chóng phát sanh đại lực trí tuệ, là cũng muốn khiến hàng hà sa các thế giới Bồ Tát có oai đức lớn, thần thông lớn đều đến hội họp. Khi ấy Đức Thế Tôn lại suy nghĩ, ta sẽ vì các Bồ Tát mà thuyết pháp môn đại phương quảng, nên muốn hiện tướng tốt không ánh sáng rực rỡ. Vì sao vậy? Vì muốn tất cả các Bồ Tát Ma Tát đến đây thảy đều thưa hỏi ta việc thuyết pháp. Lúc bấy giờ Thế Tôn suy nghĩ rồi liền phóng ánh sáng rực rỡ cho khắp 3.000 đại thiên thế giới vi trần trong 10 phương không thể nghĩ bàn. Khi ấy mỗi mỗi thế giới trong 10 phương vô số cõi Phật có 100.000 vạn ức Na-dơ tha vi trần Bồ Tát Ma Ha Tát đều vân tập. Mỗi mỗi Bồ Tát đều dùng sức thần thông đem tất cả sự cúng dường tối thắng không thể nghĩ bàn để cúng dường chư Phật. Mỗi mỗi vị Bồ Tát ấy đều dùng bổn nguyện lực của mình và đến trước tòa sen của Như Lai rồi đứng chí tâm chiêm ngưỡng Đức Phật. Tức thời trên điện Pháp Giới Tạng có tòa sen báu lớn từ dưới đất vọt lên, cao động đến vạn ức Na Dơ Tha A Tăng Kỳ Do Tuần. Hoa ấy hình tướng trên dưới đều bằng nhau, đều dùng tất cả ánh sáng mani báu làm thân, dùng ánh chớp mani báu làm lan can bao quanh, dùng ánh sáng không thể nghĩ bàn của mani báu làm cộng, dùng mani báu không thể nghĩ bàn làm quyến thuộc. Dùng ánh sáng mani báu làm anh lạc rủ xuống, dùng mani báu tự tài vương làm lưới dân, dùng các mani báu xen vào giữa, treo vô lượng bảo cái tràn phan báu, chung quanh tòa hoa sen ấy, báu ấy, để phóng ra 10 A Tăng Kỳ 100.000 vạn ức Na Dơ Tha hào quang. Hào quang ấy chiếu khắp vô lượng thế giới trong 10 phương. Ngay khi ấy mỗi mỗi phương trong 10 phương thế giới, có 10 ức bất khả thuyết cõi Phật, có 100.000 vạn ức Na Dơ Tha trần số, trời đồng giả sa cả tất và Atula Kalola Kornula Mahola Ya tới đại thiên vương tới đại hoàng nhân phạm thiên vương đã đến hội họp. Các vị chư thiên đều đưa nơi cung điện báu, một mỗi vị đều có bất khả tư nghị A Tăng Kỳ thiên nữ trở lên 100.000 ức Na Dơ Tha các thứ kỹ nhạc cùng vui vẻ đi về đến đi đến chỗ Phật. Là có hàng trời rồng một mỗi đều đưa nơi cung điện hoa mà đến chỗ Phật. Là có hàng trời rồng mà mỗi đường nương nơi cung điện U Lai Già Bà La Chiên Đàn Hương mà đến chỗ Phật. Lại có hàng trời rồng
mà mỗi đều nương nơi cung điện cho báu mà đến chỗ Phật, là có hàng trời rồng mà mỗi đều nương nơi cung điện tơ lụa mà đến chỗ Phật, là có hàng trời rồng mà mỗi đều nương nơi cung điện mang đi kim cang quang minh mà đi đến chỗ Phật, là có hàng trời rồng mà mỗi đều nương nơi cung điện diêm phù na đề mà đi đến chỗ Phật, là có hàng trời rồng mà mỗi đều nương nơi tất cả cung điện ma điện ma đi báu quang minh mà đến chỗ Phật, là có hàng trời rồng mà mỗi đều nương nơi cung điện ma đi báu tự tại vương mà đến chỗ Phật, là có hàng trời rồng mà mỗi đều nương nơi cung điện cho báu như ma như ý mà đến chỗ Phật, là có hàng trời rồng mà mỗi đều nương nơi cung điện anh lạc ma đi báu như nơi của vua Đế Thích mà đến chỗ Phật, là có hàng trời rồng mà mỗi đều nương nơi cung điện ma đi báu trì thanh tịnh đại hải phổ phóng thiên quang minh mà đi đến chỗ Phật. Như vậy các hàng chúng trời rồng mà mỗi đều có bất khả tư nghị A Tăng Kỳ thiên nữ trở lên trăm ngàn và ức do tha các tứ kỷ nhạc cùng với vẻ đi đến chỗ Phật, đến rồi đều trỗi các tứ kỷ nhạc vượt cả thế gian bất khả tư nghị, bất khả sân, bất khả lượng, bất khả kể mà cúng dường Đức Như Lai. Các chúng trời rồng đều dùng nguyện lực của mình tùy theo chỗ cần dùng nơi tòa của mình mà tự nhiên được đầy đủ, tất cả đều ngồi một bên chí tâm chiêm ngưỡng Đức Như Lai. Lúc ấy giờ đại địa nơi 3.000 đại thiên thế giới đều biến thành vàng như phù đề do các cây mê đế báo trang nghiêm thế giới, như các cây thiên hoa, cái thứ cây y phục, cái thứ cây ưu la già bà la chiên đàn, cái thứ cây hương thơm là trang nghiêm thế giới, là dùng mê đế báo điện quang làm lưới văn che khắp 3.000 đại thiên thế giới, dựng tràng báo lớn treo các phan lộng. Trong các hàng cây báo kia đều có trăm ngàn và ức ta do tha A Tăng Kỳ các thiên nữ đều hiện nửa thân đưa hai tay cầm trong ngàn và ức anh lạc báo để đến cúng dường Như Lai. Lúc bấy giờ Đức Phật từ nơi tòa sông báo lớn phát ra những âm thanh vi diệu mà nói kể rằng: tôi nương theo Phật lực thành tựu được bản nguyện, nguyện mọi người đến đây phụng sự Đức Thế Tôn, thân ta duy như bảo, khoa chúng đều tịnh vui, thành báu do Phật lực, nguyện của tôi thành tựu, ngồi tòa hoa sư tử, trang nghiêm các thế giới, thuyết pháp nhiều người nghe, mau được tòa bồ đề, hào ngàn hào quang thân tôi, chiếu vô lượng thế giới, nguyện Thế Tôn an tòa, tôi sanh tâm hoan hỷ, ở nơi chỗ thuyết pháp, ngồi tám ức Đức Phật, nguyện mau đến tòa này, lợi ích nhiếp thọ tôi. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, để bước lên tòa sư tử hoa sen báu lớn mà ngồi kiết già, quán sát tất cả Bồ Tát Ma Tát, muốn vì các Bồ Tát mà thuyết pháp vi diệu hiện thế tốt. Lúc ấy tất cả Bồ Tát Ma Tát liền khởi suy nghĩ: văn thù sẽ đòi pháp vương tử, nên vì chúng tôi mà tôi hỏi Đức Như Lai ứng cúng chế biến tri về pháp môn không sanh không diệt. Bởi chúng tôi từ kiếp lâu xa đến nay đã từng nghe pháp môn thù thắng vi diệu này. Lúc bấy giờ văn thù sư lợi pháp vương tử Thái Như Lai hiện tướng tốt, biết tâm suy nghĩ của các vị Bồ Tát Ma Tát rồi, thì bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, những pháp môn gì gọi là không sanh không diệt? Liền nói kể rằng: Phật nói không sanh diệt tướng kia là thế nào, pháp nào không sanh diệt? Xin nói các ví dụ. Bồ Tát vì trí tuệ nhờ thần lực chư Phật vô lượng thế giới đến, nguyện nói pháp ví diệu. Lúc bấy giờ Phật Bà Văn Thù Sư Lợi rằng: hay thay Văn Thù Sư Lợi, ông có thể hỏi Phật nghĩa lý thông sau này. Văn Thù Sư Lợi: ông vì ăn ổn cho vô lượng chúng sanh nên nay hay ban cái thứ vui thích cho vô lượng chúng sanh, hay thương xót vô lượng chúng sanh, hay đem lại lợi ích rộng khắp cho vô lượng chúng sanh, và luôn đem lại niềm vui cho vô lượng chúng sanh ở cõi trời cõi người. Vì các Bồ Tát Ma Tát đã đốt ráo Phật địa, Văn Thù Sư Lợi ông chớ khởi tâm kinh sợ. Văn Thù Sư Lợi: ta vì ông mà nói pháp không sanh không diệt, ông nên y nơi trí tuệ mà hiểu biết. Văn Thù Sư Lợi: pháp không sanh không diệt ấy tức Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Văn Thù Sư Lợi: thế như đại địa tỳ lưu ly thành hình tướng giống như chỗ của cõi trời thứ 33, trong đại địa kia thấy rõ cõi trời thứ 33, hiện rõ hình ảnh của vua Đế Thích và thiện pháp đường, cùng nhìn thấy thiên vương Thích Đạt Hoàng Nhân
cảnh giới ngũ dục trong cõi trời đế thích và các việc vui đùa tất cả đều thấy rõ. Bây giờ chư thiên bảo tất cả đồng nam đồng nữ rằng: các ngươi có thể đến quan sát nghiệp thiện pháp đường của vô đế thích và các thứ vui đùa trong cảnh giới ngũ dục mà chư thiên đang có. Là nói rằng: các thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu các ngươi trồng các căn lành như bố thí, trì giới, thì các ngươi đều được ở nơi thiện pháp đường và có đủ các sự vui đùa trong cảnh giới ngũ dục của chư thiên. Sẽ làm vị tiên vương có quả báo và thần thông như vua đế thích, tùy vào đó mà có các cảnh giới vui đùa, tất cả thành tựu giành được thọ dụng. Văn thù số lợi, lúc bấy giờ thì nam tử thiền nữ nhân ở nơi đại địa tỳ lâu ly thấy thì pháp đường của vua đế thích nơi cõi trời 33 và thấy cảnh giới vui đùa trong cảnh giới ngũ dục ấy rõ ràng rồi, tức mọi người đều rải hoa chắp tay cúng dường nói rằng: chúng tôi cũng sẽ được thân như vua đế thích có thiện pháp đường và cũng được vui đùa trong cảnh giới ngũ dục ở cõi trời. Văn thù sẽ lại, các chúng sinh kia không biết rằng vua đế thích và thiện pháp đường nơi cung trời 33 cùng các việc vui đùa nơi cảnh giới ngũ dục ấy đều nương nơi đại địa tỳ lâu ly mà hiện ra. Vì sao vậy? Do đại địa tỳ lâu ly thanh tịnh mà tất cả ảnh tượng đều hiện ra trong ấy. Văn thù sẽ lại, các chúng sanh kia vì cầu thân đế thích lên chỗ tu bố thí trì giới hay trồng các căn lành, tất cả đều hướng về khỏi trời 33. Văn thù sẽ lại, thật ra trong đại địa tỳ lâu ly không có vua đế thích, không có thiện pháp đường với cõi trời 33 cùng với các sự vui đùa trong cảnh giới ngũ dục, mà đây là đại địa tỳ lâu ly thanh tịnh cho nên hiện các ảnh tượng mà thôi. Thiện pháp đường nơi cõi trời 33 kia và vua đế thích cùng cảnh giới ngũ dục là không thật, cho nên không sanh không diệt, mà do đại địa tỳ lâu ly thanh tịnh cho nên hiện ra các cảnh tượng. Văn thù trả lời, cũng như vậy, tất cả chúng sanh đương nơi tâm thanh tịnh như thật mà tu hành thì thấy được thân Như Lai. Văn thù sẽ lợi, tất cả chúng sanh đương vào thần lực của Như Lai và được thấy thân Như Lai. Thân Như Lai không thật, không sanh, không diệt, chẳng có vật, không phải không có vật, không phải thầy, không phải thấy, không phải không thể thấy, không phải quán sát, không phải không thể quán sát, không phải có tâm, chẳng phải không có tâm, không thể nghĩ bàn, không phải không thể nghĩ bàn, chẳng có chẳng không. Văn thù sẽ lợi, tất cả chúng sanh đương vào lực cảnh tượng pháp thân thanh tịnh của Như Lai mà được thấy pháp thân thanh tịnh của Như Lai, rồi đem y báu đại hoa đốt hương chắp tay cúng dường mà nói rằng: tôi cũng được pháp thân thanh tịnh của Như Lai ứng cúng chế biến tri. Văn thù sẽ lợi, tất cả chúng sanh vì cầu pháp thân của Như Lai nên bố thí trì giới gieo trồng các căn lành, đem căn lành này để cầu trí tuệ Như Lai, rồi hướng lên đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Văn thù sẽ lợi, như cảnh tượng trong đại địa tỳ lâu ly, thì thân vua đế thích nơi cõi trời 33 không động, không sanh, tâm không hí luận, không phân biệt, không phân biệt cái không phân biệt, không suy nghĩ, không suy nghĩ cái không suy nghĩ, không nghĩ bàn, không nhớ nghĩ vắng lặng, không sanh, không diệt, không thể thấy, không thể nghe, không thể ngửi, không thể nếm, không thể xúc chạm, không có các tướng, không thể hay, không thể biết. Như vậy văn thù sẽ lợi, pháp thân thanh tịnh của Như Lai ứng cúng chánh biến tri cũng như vậy, không động, không sanh, tâm không hí luận, không phân biệt, không phân biệt cái không phân biệt, không suy nghĩ, không suy nghĩ cái không suy nghĩ, không nghĩ vắng lặng, vắng lặng không sanh không diệt, không thể thấy, không thể nghe, không thể ngửi, không thể nếm, không thể xúc chạm, không có các tướng, không thể hay, không thể biết. Văn thù sẽ lợi, pháp thân Như Lai là không sanh, không diệt, không đến, không đi, dùng đây để làm thể như thấy cảnh tượng thế gian trong gương. Tùy theo các tính lực của chúng sanh mà Như Lai thì hiện thân khác nhau, tùy theo sự cảm thọ của chúng sanh có dài ngắn mà Như Lai thể hiện thân ngoạn có dài ngắn, tùy theo chúng sanh có tính lực với đạo Bồ Đề mà Như Lai thể hiện thân, tùy theo chúng sanh tính thọ mà Như Lai hiện thân.
Tùy theo tính tâm của chúng sanh có thể thuyết pháp tam thừa mà Như Lai thì hiện thân, tùy theo sức chúng sanh giải thoát mà Như Lai thì hiện thân. Vân thù sẽ lợi thế như hư không có trống pháp lớn, là nương vào lực công đức của cõi trời 33 mà sanh, không ở nơi thiện pháp đường, ở tại hư không. Vượt qua tất cả cảnh giới nhận thức của chư thiên, không thể thấy, không thể quan sát. Vân thù sẽ lợi. Trong pháp lớn vi diệu kia lúc nào sẽ phát ra âm thanh. Vân thù sẽ lợi. Chư thiên kia tham đắm cảnh giới ngũ dục thường không xa liền, mà lại tăng trưởng sự phóng dật, không vào thiện pháp đường để nghe pháp vi diệu. Vô lô thích cũng tham đắm cảnh giới ngũ dục thường không xa lìa, mà lại tăng trưởng sự phóng dật, không vào thiện pháp đường, không thăng tòa để thuyết pháp cho chư thiên. Lúc bấy giờ trong pháp lớn vi diệu kia không thể thấy, không thể quan sát, vượt qua cảnh giới nhãn thức mà trụ nơi hư không, để phát ra tiếng pháp vi diệu. Âm thanh vi diệu ấy vang khắp cõi trời 33 mà nói rằng: chư thiên phải biết, tất cả thanh, hương, vị, xúc, pháp đều là vô thường, chớ có phóng dật mà tạo tác, và báo nơi cõi trời sẽ mau hết. Chư thiên phải biết, tất cả hành là khổ, tất cả hành là không, tất cả hành là vô ngã. Vì vậy cho nên chư thiên chớ phóng dật, nếu quả báo cõi trời hết thì sẽ sanh về cái đường khổ. Chư thiên phải cùng nhau bàn luận về pháp, vui vẻ với pháp, yêu thích pháp, thuận theo pháp, nghĩ đến pháp. Nếu chư thiên muốn không sẽ bỏ quả báo cảnh giới ngũ dục nơi cõi trời, thì chơn chánh tu hành. Vân thù sẽ lợi. Âm thanh trong pháp kia không thể thấy, là vô sắc, không phân biệt, không có chỗ để phân biệt. Vượt qua cảnh giới nhận thức là không sanh không diệt, xa lìa âm thanh ngôn ngữ, xa lìa tâm ý ý thức. Vân thù sẽ lợi. Lúc bấy giờ chư thiên nơi cõi trời 33 nghe tiếng trống pháp vi diệu, liền vào trong thiện pháp đường cùng nhau bàn luận pháp, vui với pháp, ưa thích pháp, thường theo pháp, nghĩ đến pháp, như lời dạy mà tu hành. Vân thù sau khi quả báo cõi trời hết sẽ sanh vào những nơi thù thắng, vô đế thích cũng vào thiện pháp đường, rồi thân tòa thuyết pháp cho chư thiên. Vân thù sẽ lợi. Khi như khi Atula đánh nhau với chư thiên ở cõi trời 33 vì sức yếu nên tan rã thối lui. Lúc bấy giờ tiếng trống pháp ở nơi hư không liền phát ra âm thanh như vậy. Atula nghe rồi liền kinh sợ mà lui về biển lớn. Vân thù sẽ lợi. Trống pháp lớn kia không có hình tướng, không có tạo tác, không thể thấy, không thể quan sát, vốn là không thật, không thể nghĩ bàn, không có tâm, không có tướng, không có sắc, không có thanh, không có thể, không có hai, vượt qua cảnh giới nhận thức. Văn thù trở lại. Chư thiên cõi trời thứ 33 đưa vào hạnh nghiệp, trong pháp lớn vi diệu kia từ nơi hư không và phát ra âm thanh, khiến chư thiên xa lìa tất cả các nghiệp chướng ưu não, được vắng lặng thanh tịnh. Văn thù trở lại. Như thân trong pháp lớn kia ở trong hư không là không thể thấy, không thể quan sát, vốn là không thật, không nghĩ thể nghĩ bàn, không có tâm, không có tướng, không có sắc, không có thanh, không có hình thể, không có hai vật, vừa có cảnh giới nhận thức đưa vào pháp hạnh nghiệp, nên trong pháp phát ra âm thanh. Khi chư thiên ở cõi trời 33 sao lìa tất cả các cái nghiệp chướng ưu não, được thanh tịnh vắng lặng. Văn thù sẽ lại. Tức khi thiên ở cửa trời 33 khởi tâm phóng dật, thì trong pháp vi diệu kia liền phát ra âm thanh lớn, khiến cho chư thiên ở cõi trời 33 sẽ lợi tất cả các nghiệp chướng tu nạn ưu não, được vắng lặng thanh tịnh. Vân thù sẽ lợi. Cũng như vậy, pháp thân thanh tịnh của Như Lai ứng cúng chỉ biết tri, thì tất cả thế gian không thể thấy, vốn không thật, không thể nghĩ bàn, không có tâm, không có tướng, không có sắc, không có thể, không có hai, vượt quá thế giới nhận thức. Vân thù sẽ lợi. Chúng sanh kia nơi nơi hạnh nghiệp của mình, tùy tâm tên hiểu mà được nghe âm thanh của pháp. Âm thanh giáo pháp ấy có thể khiến chúng sanh xa lìa tất cả các nghiệp chướng ưu não,
được vãng lai là thanh tịnh. Văn thù sẽ là pháp thân thanh tịnh của Như Lai là không có thể tướng, không thể thuyết giảng. Các chúng sanh nương vào nghiệp lực căn lành nên được nghe tiếng pháp vi diệu rồi cho rằng đó là Như Lai thuyết pháp cho đầy thế gian có thật. Văn thù sẽ lợi tất cả chúng sanh nghe âm thanh của Như Lai có thể được tất cả sự vui sướng. Đã tin rồi khiến được hiểu biết chân chánh, nghe âm thanh thì hiểu chính là thân Như Lai. Bồ Tát sơ phát tâm và tất cả chúng sanh phàm phu nghe Như Lai thuyết pháp rồi quan sát Như Lai thì tăng trưởng tất cả thiện căn. Văn thù sẽ lợi pháp thân Như Lai ứng cúng chế biến tri không sanh không diệt nên biết như vậy. Văn thù sẽ lợi thế như đầu mùa hạ nương vào nghiệp lực của các chúng sanh mà trên đại địa các hạt giống rau cỏ cây đều được tăng trưởng để giúp chúng sanh no đủ trong đời sống. Trong hư không bỗng phát ra tiếng gió, từ luồng gió này phát ra mây lớn, đã mây lớn ấy tạo thành trận mưa lớn. Trận mưa lớn tưới khắp cùng đại địa, do đại địa ướt khiến cho tất cả cây cối thêm tươi tốt. Lúc bấy giờ tất cả mọi người ở cõi Diêm Phù Đề đều rất vui mừng, vui vẻ mừng rỡ mà nói rằng đây là bằng mây lớn, đây là trận mưa lớn. Văn thù sẽ lại lúc ở trong hư không trời không mưa thì mọi người ở cõi Diêm Phù Đề nói rằng trời không mây không mưa. Văn thù sẽ lại tùy theo lúc nào mà hư không có đám mây lớn rồi thành trận mưa lớn. Bây giờ các chúng sanh đều nói rằng mây lớn hiếm có, mưa lớn hiếm có, dưới trận mưa lớn đầy khắp đại địa. Văn thù sẽ lợi mà hư không ấy không có mây, không có mưa. Văn thù sẽ lợi nhờ nơi gió mà hư không kia phát ra, phát sanh mây lớn, phát sanh mưa lớn. Văn thù sẽ lợi nhờ nơi gió mà hư không kia không có mây, không có mưa. Tại vì sao? Vì ơn nghiệp lực của chúng sanh vậy. Văn thù sẽ lợi như nước tụ trong hư không, do có gió làm nước động lại rồi nhân nơi gió mà có mưa. Nên người thế gian nói có mây, có mưa. Tại vì sao? Vì y nơi nghiệp lực của chúng sanh, nên trong hư không đứa trận mưa lớn đầy khắp đại địa. Văn thù sẽ lợi trong hư không kia là không có mây, không có mưa. Văn thù sẽ lợi mây lớn kia, tự tánh là không sanh, không diệt, xa lìa tâm ý, ý thức, xa lìa tướng đến, đi. Văn thù sẽ lợi như vậy các Bồ Tát Mahatát y vào căn lành quá khứ mà làm các việc thiện, nghe Phật thuyết pháp, đắc đạo không chướng ngại. Tất cả chúng sanh, tất cả bất chi Phật đều trồng các căn lành để cầu đạo Niết Bàn. Chúng sanh nơi thế gian liền nói rằng Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri xuất hiện ở đời, pháp của Như Lai thuyết giảng là chân như, không phải lời kỳ lạ, nên các hàng trời người đều gọi đó là Như Lai. Văn thù sẽ lợi y nơi lực căn lành của chúng sanh nên pháp thân phát ra âm thanh mà các hàng trời người cho rằng Như Lai thuyết pháp. Văn thù sẽ lợi thật không có Như Lai. Tại sao vậy? Vì pháp thân Như Lai là không tướng, xa lìa tướng, không có chỗ, xa lìa chỗ, là không thật, không sanh, không diệt. Văn thù sẽ lợi Như Lai thích thuyết pháp biện tài vì trời người mà thuyết pháp không cùng tận, vì chỗ ưa nghe mà khiến chúng sanh hiểu biết. Văn thù sẽ lợi Bồ Tát ban đầu phát tâm và tất cả hàng phàm phu y nơi nguồn gốc nghiệp lực của chúng sanh cần thấy Như Lai nhập Niết Bàn. Như Lai nhập Niết Bàn không sẽ thấy, mà chúng sanh kia khởi tâm niệm cho rằng Như Lai rốt ráo nhập Niết Bàn. Văn thù sẽ lợi Như Lai ứng cúng chế biến tri không sanh không tử, không khởi không diệt. Văn thù sẽ lợi Như Lai ứng cúng chế biến tri tư vô thị đại chứng thường trụ đại Niết Bàn. Văn thù sẽ lợi như vầng mây lớn kia không thật, không sanh không diệt, do hư vọng nên có, mà chúng sanh nghĩ tưởng đến mây mưa giả danh như vậy. Văn thù sẽ lợi Như Lai là không thật, không sanh không diệt, xưa nay vốn không sanh, mà các chúng sanh tùy theo tâm tưởng nên nghe Như Lai ứng cúng chánh biến tri hiện có thuyết pháp.
văn thù sư loại thế như đài tự tài phạm thiên vương ở trong 10 trăm ngàn vạn tam thiên đại thiên thế giới tự tại vô ngại quán tất cả các cung điện của chư thiên phía dưới cho đến quán sát tứ đại thiên vương. Lúc bấy giờ đại tự tại phạm thiên vương làm chủ trong 10 trăm ngàn vạn tam thiên đại thiên thế giới ấy và quán sát tất cả cung điện của chư thiên. Văn thù sẽ lại bấy giờ tất cả chư thiên trong các cung điện mỗi mỗi đều xả tất cả sự vui chơi trong cảnh giới ngũ dục, xả tâm niệm tham dục mà sinh tâm cung kính, chắp tay chiêm ngưỡng cúng dường đại phạm thiên vương. Văn thù sẽ lại đại tự tại phạm thiên vương kia tạm thời hiện ra trong tất cả các cung điện. Lúc bây giờ chư thiên có các căn lành đều hướng về cõi phạm thiên. Văn thù sẽ lại đại tự tại phạm thiên vương kia làm chủ trong 100.000 vạn ức tam thiên đại thiên thế giới mà không thối chuyển cõi phạm thiên, do nương nơi nguyện lực tự tại làm chủ, do sức căn lành của tất cả chúng sanh nên ứng hóa phạm thiên ngày ngày quán sát tất cả cung điện cõi trời cho đến trời tối thiên vương. Mỗi mỗi đều xả bỏ tất cả sự vui đùa trong cảnh giới ngũ dục, xả bỏ các cái niệm dục mà sanh tâm cung kính lớn, chắp tay cúng dường đại phạm thiên vương rồi đứng chiêm ngưỡng mà đại tự tại phạm thiên vương kia ở trong tất cả các cung điện tạm thời hiện thân, còn bốn số thì vẫn không động chuyển. Lúc ấy chư thiên dịp muốn chúng sanh nghe về cõi phạm thiên nên có các căn lành đều hồi hướng về cõi ấy. Văn thù sẽ lại và ở nơi ấy không thật có phạm thiên. Văn thù sẽ lại phạm thiên kia là không, phạm thiên kia cũng không phải không có thật, không danh tự, không âm thanh, không trú xứ, không thể tánh, không nghĩ bàn, không tướng, xa lìa tâm ý, ý thức không sanh không diệt. Văn thù sẽ lợi đại phạm thiên kia y nơi bản nguyện và sức làm chủ căn lành y nơi sức làm chủ căn lành của chư thiên mà tạm thời hiện thân trong tất cả các cung điện. Văn thù sẽ lợi mà chư thiên thì không biết thân phạm thiên không có, không phải không thật, không danh tự, không âm thanh, không chỗ trụ, không thể, không nghĩ bàn, không tướng, xa lìa tâm ý, ý thức không sanh không diệt. Như vậy văn thù sẽ lại Như Lai ứng cúng chỉ biết tri không phải không thật, không danh tự, không âm thanh, không chỗ trụ, không thể tánh, không nghĩ bàn, không tướng, xa lìa tâm ý, ý thức không sanh không diệt. Cũng lại như vậy văn thù sẽ lại Như Lai ứng cúng chỉ biết tri y nơi sức bản nguyện của Bồ Tát làm chủ nơi Bồ Tát mới phát tâm trụ nơi tất cả thanh văn thừa duyên giác thừa, y vào sức căn lành của tất cả phàm phu nên Như Lai ứng hiện 100.000 vạn ức thân tướng tốt trang nghiêm như ảnh trong gương cũng không lay động. Văn thù sẽ lại Bồ Tát mới phát tâm, tất cả thanh văn bích chi Phật và các hàng phàm phu đều không biết Như Lai ứng cúng chỉ biến tri là không, không phải không thật, không thể quán sát, không danh tự, không âm thanh, không chỗ trụ, không thể tướng, không nghĩ bàn, không hình tướng, xa lìa tâm ý, ý thức không sanh không diệt. Văn thù sẽ lợi mà thân Như Lai có 100.000 vạn ức tướng tốt trang nghiêm đầy đủ tất cả các oai nghi tế hạnh là tùy nơi các lòng tin của chúng sanh để phát ra âm thanh vì chúng sanh mà thuyết pháp. Khi chúng sanh xa lìa tất cả các chướng ngại ưu não vắng lặng thanh tịnh, Như Lai dùng tất cả tâm bình đẳng, tâm xả, tâm không phân biệt, không sai khác. Văn thù sẽ lợi do nghĩa này nên nói Như Lai không sanh không diệt là vậy. Lúc bấy giờ Thế Tôn nói kệ rằng Như Lai thường không sanh, các pháp cũng như vậy, khắp thế gian không thật, ngu si vọng chấp tướng, trong pháp lành vô lậu, không ai bằng Như Lai. Y vào lực pháp lành hiện như ảnh trong gương. Văn thù sẽ lợi thế như mặt trời mới mọc, trước là chưa đến ngọn núi lớn nhất, tiếp theo là chưa đến ngọn núi Ca Bà La, núi Maha trước Ca Bà La, rồi chưa đến các núi lớn khác, chưa đến núi Tối Tâm, rồi chưa đến cao nguyên Gò Trồi, sau mới chiếu đến hang sâu hố thấp. Văn thù sẽ lợi mà ánh sáng mặt trời là không phân biệt, không thể nghĩ bàn,
Tại sao Văn Thù sẽ lại? Ánh sáng mặt trời kia là không có tâm, ý thức. Ý thức không sanh, không diệt, không tướng, không niệm, lìa niệm, không hỷ luận, không chướng ngại, lìa chướng ngại, không ở bờ này, không ở bờ kia, không cao, không thấp, không trói, không mở, không biết, không phải, không biết, không phiền não, không phải, không phiền não, không thật, không phải, không thật, không ở bờ này, không ở bờ kia, không ở trên đất, không ở trong nước, không ở hai bên bờ, không ở giữa dòng, không hay biết, xa lìa hay biết, không sắc, không phải, không sắc. Văn Thù sẽ loại, nếu vào đại địa có cao thấp trung bình, để ánh sáng mặt trời từ đó mà có cao thấp trung bình. Văn Thù sẽ loại, như là ứng cúng chỉ biến tri cũng như vậy, không phân biệt, không nghĩ bàn. Văn Thù sẽ loại, tại vì sao như là ứng cúng chỉ biến tri sẽ liệt tâm ý ý thức không sanh không diệt không tướng lìa tướng không niệm lìa niệm không hỷ luận lìa hỷ luận không khởi phiền não lìa phiền não không ở bờ này không ở bờ kia không cao không thấp không trói không mở không biết không phải không biết không phiền não không phải không phiền não không nói thật không phải không nói thật không ở bờ này không ở bờ kia không ở trên đất không ở trong nước không ở hai bên bờ không ở giữa dòng không phải biết tất cả chẳng phải không phải chẳng biết tất cả không hiểu biết không phải chẳng hiểu biết không thực hành không phải không thực hành không tu tập không phải không tu tập không niệm không phải không niệm không có tâm không phải không có tâm xa lìa tâm không phải xa lìa tâm không ý nghĩ không phải không ý nghĩ không hại không phải không hại không danh không phải không danh không sắc không phải không sắc không thuyết giảng không phải không thuyết giảng không có giả danh không phải không có giả danh không thể thấy không phải không thể thấy thể tánh như vậy không phải không như vậy không thuyết giảng không phải không thuyết giảng không chứng quả không phải không chứng quả không phân biệt không phải không phân biệt không xả phân biệt không phải không xả lìa phân biệt. Văn Thù sẽ loại, y nơi tánh tượng trung hạ, thường trung hạ của chúng sanh vô biên pháp giới, mà Như Lai phong ánh sáng mặt trời, trí tuệ chiếu khắp chúng sanh cũng là như vậy. Ban đầu chiếu đến núi Đại Thừa, trực tâm thanh tịnh của tất cả Bồ Tát. Tiếp đến, chiếu bích tri Phật Thừa, rồi chiếu đến thanh Văn Thừa. Tiếp đến, tiếp chiếu đến các chỗ chúng sanh nâng tánh thọ làm thiện. Mà lại chiếu đến các chúng sanh tà kiến tất cả đều được mặt trời trí tuệ của Như Lai chiếu đến vì lợi ích rốt ráo cho tất cả chúng sanh vì phát sanh căn lành cho tất cả chúng sanh vì tăng trưởng tất cả các căn lành. Văn Thù sẽ loại, đối với tất cả các việc như của Như Lai đều dùng tâm bình đẳng không phân biệt không có tâm khác. Văn Thù sẽ loại, mặt trời trí tuệ của Như Lai không có tâm như vậy. Ta vì chúng sanh này mà thuyết pháp vi diệu, không vì chúng sanh kia mà thuyết pháp. Chư Phật Như Lai không có tâm phân biệt. Chúng sanh này tên pháp bậc thượng, chúng sanh này tên pháp bậc trung, chúng sanh này tên pháp bậc hạ, chúng sanh này tên chánh pháp, chúng sanh này tên tà pháp. Văn Thù sẽ lại, chư Phật Như Lai không có tâm phân biệt như sau. Chúng sanh này tên pháp bậc thượng, nên ta thuyết pháp đại thừa. Chúng sanh này tên pháp bậc trung nên ta thuyết pháp duy giác thừa. Chúng sanh này thuyết pháp bậc hạ nên ta thuyết thanh văn thừa. Chúng sanh này tính hạnh tinh chánh hạnh nên ta thuyết pháp tâm thanh tịnh. Cho đến các chúng sanh này tinh tà hạnh nên ta tùy chỗ họ nghe mà thuyết pháp. Văn Thù sẽ lại, mặt trời trước cả của chư Phật Như Lai không có tâm phân biệt như vậy. Tại vì sao mặt trời trước cả của chư Phật Như Lai sẽ liệt tất cả các tâm phân biệt, các khí luận. Văn Thù sẽ lợi, ý nơi các căn lành của tất cả chúng sanh và mặt trời trí tuệ của chư Phật Như Lai có các thứ sai khác. Văn Thù sẽ lợi, tới như trong biển lớn có ngọc châu như ý đều ở tràn cao, thì theo tâm niệm của chúng sanh cần những việc gì như vậy sẽ nghe và phát ra âm thanh mà đi bóng kia
không phân biệt, cái không phân biệt, không suy nghĩ, không có tâm, xa lìa tâm, xa lìa tâm, ý, ý thức, phân thuộc sẽ lợi. Như Lai cũng là như vậy, không phân biệt cái không phân biệt, không suy nghĩ, không có tâm, xa lìa tâm, xa lìa tâm, ý, ý thức, không thể so lường, xa lìa các sự so lường, không có chỗ đắc, xa lìa chỗ đắc, tham không thể chuyển, sân không thể chuyển, si không thể chuyển, không thật, không vọng, không thường, không phải không thường, không chiếu, không phải không chiếu, không sáng, không phải không sáng, không hiểu biết, không phải không hiểu biết, không sanh, không diệt, không thể nghĩ bàn, không phải không nghĩ bàn, không thể tướng, xa lìa tại tướng, không thể lấy, không thể bỏ, không thể hí luận, không thể nói năng, xa lìa nói năng, không vui, xa lìa vui, không sanh, không thể đếm, xa lìa số lượng, không đi, không đến, bạc giết két, nẻo, xa lìa tất cả nói năng, không thể thấy, không thể quan sát, không thể nắm giữ, không phải hư không, không phải không hư không, không thể thấy, không thể nói, không hòa hợp, không lìa hòa hợp, không tạo tác, không chỉ bày, không ô nhiễm, không thể thanh tịnh, không danh, không sắc, không tướng, không phải không tướng, không nghiệp, không nghiệp báo, không quá khứ, không vị lai, không hiện tại, không phiền não, xa lìa không phải, không phiền não, không tranh luận, không phải, không tranh luận, không có âm thanh, xa lìa tất cả âm thanh, không lời nói, không tướng, xa lìa tất cả tướng, không phải ở trong, không phải ở ngoài, cũng không phải ở giữa, văn thù sẽ lại, tâm thanh tịnh, chân trực cho báu của Như Lai, treo trên trời cao đại từ bi, nghe theo lòng tin của chúng sanh, nghe theo chỗ thực hành của chúng sanh, mà nghe âm thanh thuyết pháp như vậy, văn thù sẽ lại, đối với tất cả việc Như Lai đều dùng tâm bình đẳng, không phân biệt, không có tâm khác. Văn thù sẽ lại, tới như tiếng vang từ bên ngoài phát ra mà chúng sanh được nghe. Tiếng vang ấy không quá khứ, không vị lai, không hiện tại, không phải ở trong, không phải ở ngoài, không phải ở giữa hai bên, không sanh, không diệt, không đoạn, không thường, không biết, không phải không biết, không hiểu, không phải không hiểu, không sáng, không phải không sáng, không nắm buộc, không giải thoát, không hủy bỏ, không phải không hủy bỏ, không niệm, không phải không niệm, không có chỗ, không phải không có chỗ, không trụ, không phải không trụ, không phải đến, không phải nước, không phải lửa, không phải gió, không phải hữu vi, không phải vô vi, không hí luận, không phải không hí luận, không âm thanh, không phải không âm thanh, không thấy, không phải không thấy, không văn tự, không ngôn ngữ, không phải xa lìa ngôn ngữ, không so lường, xa lìa so lường, không tướng, xa lìa tướng, không vắng lặng, xa lìa vắng lặng, không dài, không ngắn, không có tâm, không phải không có tâm, không quan sát, không phải không quan sát, không thể thấy tướng, không phải không thể thấy tướng, không phải trống không, không phải không trống không, tự thể là trống không, không thể niệm, không phải không thể niệm, xa lìa có thể niệm, không thể hiểu, không phải không thể hiểu, xa lìa tâm, ý, ý thức, tất cả chỗ là bình đẳng, không phân biệt, xa lìa phân biệt, vượt quá ba đời, văn thù sẽ lợi. Mà tiếng vang kia là tùy theo các âm thanh của các chúng sanh để nghe các tiếng vang. Văn thù sẽ lợi, Như Lai ứng cúng chế biến tri có âm thanh thuyết pháp cũng như vậy, không quá khứ, không vị lai, không hiện tại, không phải ở trong, không phải ở ngoài, không phải ở giữa hai bên, mà có không sanh, không diệt, không đoạn, không thường, không biết, không phải không biết, không hiểu, không phải không hiểu, không sáng, không phải không sáng, không trói buộc, không giải thoát, không hủy bỏ, không phải không hủy bỏ, không niệm, không phải không niệm, không có chỗ, không phải không có chỗ, không trụ, không phải không trụ, không phải đất, không phải nước, không phải lửa, không phải gió, không phải hữu vi, không phải vô vi, không hí luận, không phải không hí luận, không có âm thanh, không phải không có âm thanh, không thấy, không phải không thấy, không văn tự, không ngôn ngữ, không phải xa lìa ngôn ngữ, không so lường, không so lường, xa lìa so lường, không tướng, xa lìa tướng, không vắng lặng, không xa lìa vắng lặng, không dài, không ngắn, không có tâm, không phải không tâm, không quan sát, không phải không quan sát,
không thể thấy tướng, không phải không thể thấy tướng. Không trống không, không phải không trống không. Tự thể là không, không thể niệm, không phải không thể niệm. Xa lìa có thể niệm. Không thể hiểu, không phải không thể hiểu. Xa lìa tâm ý, ý thức tất cả chỗ là bình đẳng. Không phân biệt, xa lìa phân biệt. Vượt qua ba đời, văn thù sẽ lại tùy theo các sự tin của chúng sanh, các sự hiểu biết của chúng sanh mà nghe được âm thanh thuyết pháp của Như Lai ứng cúng chi biết tri. Văn thù sẽ lại tới như đại địa nằm giữa muôn vật, sinh trưởng tất cả lúa gạo hoa quả cỏ cây núi rừng được kiến lập thành tựu. Văn thù sẽ lại mà đại địa kia không phân biệt, không khác phân biệt, tất cả chỗ đều bình đẳng. Tâm không phân biệt, không khác phân biệt, không có tâm. Xa lìa tâm ý, ý thức. Văn thù sẽ lại Như Lai ứng cúng chánh biến tri cũng như vậy. Y vào Như Lai ứng cúng chánh biến tri mà nắm giữ tất cả chúng sanh, sanh trưởng tất cả các căn lành, kiến lập thành tựu tất cả tâm văn biết chư Phật Bồ Tát và các kiến giải của các hàng ngoại đạo, hàng đi kiền tử theo tà kiến cho đến là tà hành định tụ. Chúng sanh có các căn lành, có các căn lành kia đều là chỗ nắm giữ của Như Lai, đều nương nơi Như Lai ứng cúng chỉ biết chi và được sanh trưởng kiến lập thành tựu. Văn thù sẽ lợi mà Như Lai ứng cúng chỉ biết tri, xa lìa tất cả phân biệt, không phân biệt khác với phân biệt. Xa lìa tất cả tâm ý, ý thức, không thể quan sát, xa lìa các quan sát. Không thể thấy, xa lìa các sự thấy. Không thể suy nghĩ, xa lìa các suy nghĩ. Không thể niệm, xa lìa các niệm. Tâm bình đẳng, không có xả bình đẳng. Tất cả chỗ không phân biệt, xa lìa phân biệt. Văn thù sẽ lợi tới như hư không, tất cả chỗ đều bình đẳng. Không phân biệt, không khác phân biệt, không sanh không diệt, không quá khứ không vị lai không hiện tại, không thể thấy không thể hí luận, không có sắc không thể biểu hiện, không thể xúc chạm, không thể về họ, không thể so lường xa lìa, so lường không thể thí dụ xa lìa các thí dụ, không có chỗ trú, không thể nắm giữ xa lìa nhận thức, không tướng không văn tự không âm thanh không điện không nắm giữ, không xả bỏ không thể chuyển không thể đổi. Xa lìa ngôn ngữ tất cả chỗ đều trụ, tất cả chỗ đều vào. Văn thù sơ lợi khi các chúng sanh đưa nơi đại địa có cao thấp trung bình mà nó hư không có cao thấp trung bình, nhưng hư không kia không có cao thấp trung bình. Văn thù sơ lợi Như Lai ứng cúng chánh biến tri cũng như vậy, ở trong tất cả chỗ đều bình đẳng, không phân biệt khác với phân biệt, không sanh không diệt, không quá khứ không vị lai không hiện tại, không thể thấy không thể đùa cợt, không có sắc không thể biểu hiện, không thể xúc chạm, không thể hộ vệ, không thể so lường sẽ liền so lường, không thể ví dụ sẽ liền các ví dụ, không chỗ trụ, không thể nắm bắt sẽ liền nhãn thức, sẽ liền tâm ý, ý thức, không có hình tướng, không có văn tự, không có âm thanh, không có niệm, không nắm giữ, không sợ bỏ, không thể chuyển, không thể đổi, sẽ liền các ngôn ngữ, tất cả chỗ đều trụ, tất cả chỗ đều vào. Văn thù sẽ lợi nơi nơi tâm chúng sanh mà có cao thấp trung bình, nên thấy Như Lai có cao thấp trung bình, và thật ra Như Lai không có cao thấp trung bình. Văn thù sẽ loại tâm của Như Lai không phải như vậy. Chúng sanh này có lòng tin thấp, ta sẽ hiện bày các hình sắc thấp. Chúng sanh này có lòng tin trung bình, ta sẽ hiện bày hình sắc trung bình. Chúng sanh này có lòng tin cao, ta sẽ hiện bày hình sắc cao. Văn thù sẽ loại Như Lai thuyết pháp cũng như vậy. Văn thù sẽ lại tâm của Như Lai không phải như vậy. Chúng sanh này có lòng tin thấp, ta sẽ vì họ mà thuyết pháp thanh văn. Chúng sanh này có lòng tin trung bình, ta sẽ vì họ mà thuyết pháp bích chư Phật. Chúng sanh này có lòng tin cao, ta sẽ vì họ mà thuyết pháp đại thừa. Văn thù sẽ lại tâm Như Lai không phải như vậy. Chúng sanh này có lòng tin bố thí, ta sẽ vì họ mà thuyết pháp đàn ba la mật. Chúng sanh này có lòng tin về trì giới, ta sẽ thuyết ta sẽ vì họ mà thuyết giới ba la mật. Chúng sanh này có lòng tin về nhẫn nhục, ta sẽ vì họ mà thuyết nhẫn nhục ba la mật. Chúng sanh này có lòng tin về tinh tấn, ta sẽ vì họ mà thuyết thuyết tinh tấn ba la mật. Chúng sanh này có lòng tin về thiền định, ta sẽ vì họ mà thuyết thiền định ba la mật. Chúng sanh này có lòng tin về trí tuệ, ta sẽ vì họ mà thuyết bát nhã ba la mật.
Kinh Như Lai, Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh, Nhật Ký Thiết, Phật Cảnh Giới, Quyển Thượng.